Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi tối ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024. Như vậy là vòng đấu V-League của tuần này đã kết thúc với những kết quả rất bất ngờ. Thép xanh Nam Định trong thế 10 chống 11 đã có một chiến thắng sát nút và đây là trận thứ hai liên tiếp họ ghi bàn thắng quyết định ở những giây phút bù giờ. Và đây là một siêu phẩm của Tô Văn Vũ. Khi trọng tài trách va, tất cả mọi người đều chờ đợi trong nín thở và sau đó thì vỡ hòa những người yêu mến đội thép xanh nam định thực sự đã có một trong một cái khoảnh khắc đã có những giây phút không thể thở nổi và cuối cùng thì nam định đã giành chiến thắng chiến thắng này nó còn ý nghĩa hơn rất nhiều khi trận đấu trên sân thống nhất thì câu lạc bộ thành phố hồ chí minh bất ngờ cuột ngã gác khổng lồ bên cạnh bình dương với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của võ huy toàn như vậy là nam định đã tự quyết được cái trận đấu của mình và những cái trận đấu sau đó thì cũng mang lại cho họ những cái lợi thế nhất định câu lạc bộ công an hà nội đá với hồng lĩnh hà tĩnh lương xuân trường ra mắt đội bóng xứ uh, nghệ và cũng đã có một trận đấu rất hay uh, đội hồng lĩnh hà tĩnh đã vươn lên dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng hai cú sút liên tiếp của quang hải đã biến thành một siêu phẩm giúp cho công an hà nội giữ lại được một điểm và qua đó tránh cho đội công an hà nội uh, một trận thua và kết quả này cũng là một kết quả rất có lợi cho câu lạc bộ nam định phải nói là vòng đấu này là một vòng đấu rất hay Ngày hôm qua thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng đã giành chiến thắng trên uh, sân của Thanh Hóa một chiến thắng và giúp họ thoát khỏi ở cái vị trí bét bảng. V-League đang quay những vòng quay hối hả và những vòng quay này là những vòng quay mang tính quyết định và những đội bóng thực sự có sự đầu tư lớn, có sự cuột cường thì họ cũng đang cho thấy là họ đang có tham vọng để cải thiện khả năng của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện của các trận đấu. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn một vài những số liệu thống kê, những số liệu thống kê nó khá sâu để các bạn có một cái nhìn toàn cảnh về vòng đấu này. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về bảng xếp hạng. bảng xếp hạng thì không có nhiều sự thay đổi nhưng có sự thay đổi về mặt khoảng cách. ở ngôi vị đầu bảng vẫn là thép xanh nam định, 12 trận thắng 9, hòa 1, thua 2, ghi 29 bàn, thủng lưới 16 bàn, hiện nay hiệu số là dương 13. Họ đang có 28 điểm và đã nới rộng khoảng cách lên 5 điểm với câu lạc bộ BKM Bình Dương, đội đã thua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Công an Hà Nội vẫn giữ được vị trí thứ ba của mình. Tuy nhiên thì cái khoảng cách của họ với đội đầu bảng đã được gia tăng lên con số 6. Đó là những điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở nhóm đầu. Ở những trận đấu gần đây thì Thanh Hóa đang thi đấu không tốt, họ đang có hai trận thua liên tiếp. Trong khi đó Bình Định cũng đã cho thấy một trận hòa và một trận thua. Và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thực sự là gây sốc. Với hai chiến thắng trước hai đội bóng rất lớn, đó là Bình Định và Bình Dương. Có vẻ như là họ mong muốn có nhiều đội bóng có tên là bình hơn. Bình Định và Bình Dương hai đội bóng mạnh, có được phong độ cao nhưng đã đều phải thua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó thì thể công Việt Viettel à, sau một cái trận đấu tiếp theo à, không có được chiến thắng thì à, họ đã bị tụt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Với chiến thắng trên sân của Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai đã leo lên vị trí thứ 12 với 10 điểm và hơn đội bét bảng là đội Khánh Hòa với 8 điểm. Như mình cũng đã nhận định với các bạn là mùa giải năm nay có lẽ là mình có thể tiên đoán là vị trí đầu và cuối của bảng xếp hạng vào thời điểm này có thể sẽ là kết quả chung cuộc. Đó chính là những những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện liên quan đến đội, các đội và cái bảng xếp hạng. Bây giờ thì mình xin phép là sẽ nói một chút liên quan đến câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Thép Xanh Nam Định hay và họ cũng rất may. À, ra sân họ đã bị một cái uh, một cái cú sốc khi mà đội bóng của họ phải chơi vào thế thiếu người. Và các bạn cũng biết là Lucas đã bị một cái thẻ đỏ. Và trong 10 trong thế 10 chống 11 thì câu lạc bộ thép xanh Nam Định đã vượt lên. Anh Vũ Hồng Việt cũng đã chia sẻ sau trận đấu là trước trận đấu thì anh đánh giá là câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An là một đội bóng rất khó chơi bởi vì là họ sở hữu những cầu thủ trẻ. Nhanh, khỏe và áp sát rất 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 là nhanh Đấy là lý do vì sao những đội bóng mà chơi kỹ thuật cần khoảng trống thì luôn luôn rất là lo ngại Và trong thế 10 chống 11 thì Nam Định lúc đó họ đưa ra một yêu cầu là phải bảo vệ được mình lưới Bảo vệ là mình lưới tức là sẽ ưu tiên nhiều hơn cho phòng ngự Nhưng mà trong một tình huống, mình nghĩ tình huống này có thể là tình huống gây tranh cãi Mình nói là đây là một tình huống gây tranh cãi Bởi vì là à, tình huống đó thì theo như nhận định của mình thì Văn Vĩ đã ở vào vị trí việt vị trước khi truyền của bóng lên. Nhưng mà cuối cùng sau khi xem va thì tổ trọng tài đã công nhận bàn thắng. Phải nói là ngày hôm nay rất nhiều tình huống sút bồi mà ăn. Tô Văn Vũ sút một quả bóng bật ra, sút quả thứ hai ăn. Quang Hải sút quả bật ra, sút quả thứ hai cũng ăn. Và đó là những cái bàn thắng rất quan trọng. Với câu lạc bộ thép xanh Nam Định thì Tô Văn Vũ đã là cầu thủ thứ 11 ghi bàn kể từ đầu mùa và thực sự họ đang cho chúng ta thấy đây là một đội bóng thực sự khó chơi. Số lượng bàn thắng nhiều nhất được ghi ở khung giờ tức là ở 15 phút cuối trận. Ở 15 phút cuối trận họ ghi được tổng cộng đến tận 7 bàn, tức là khi mà họ ghi bàn là các đối thủ gần như không còn thời gian để có thể lật ngược. Và họ càng chơi thì càng hay. Khởi đầu các hiệp đấu, hiệp 1 và hiệp 2, từ phút thứ 0 đến phút thứ 15, từ phút thứ 45 đến phút thứ 60 thì họ đều chỉ ghi được có 3 bàn thôi. Nhưng càng về sau đó thì họ lại càng ghi được nhiều bàn Và họ ghi được nhiều bàn thắng nhất là vào 15 phút cuối cùng Và những đội bóng vô địch các bạn thấy là họ đều ghi được nhiều bàn thắng ở cái khung thời gian này Với vị trí số 1 Thép Xanh Nam Định bây giờ đã bỏ xa đội đứng thứ nhì là BKM Bình Dương đến 5 điểm Và mình nghĩ rằng là 5 điểm cũng là một cái khoảng cách tương đối an toàn cho câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định Tất nhiên là sẽ còn rất nhiều vấn đề ở phía trước khi mà họ vẫn đang chưa giải quyết được câu chuyện về hàng phòng ngự. Khi mà có Lucas Alves về thì tất cả mọi người đều chờ đợi. Nhưng cuối cùng thì bạn ấy lại nhận chiếc thẻ đỏ ở trận đấu thứ hai. Tổng số trận đấu đã chơi 12, tổng số chiến thắng 9. Trong đó có 5 trận sân nhà, 4 trận sân khách. Đây là một chỉ số quan trọng. Bởi vì là các bạn cũng hiểu là cái phong độ sân nhà và sân khách nếu mà nó cân bằng thì đấy mới là hình bóng của quân vương. Họ thua hai trận thì hai trận đấu này đều diễn ra ở trên sân khách, ghi được tận 29 bàn để ghi được 10... ghi được 29 bàn và họ ghi bàn trên sân nhà là 15, trên sân khách là 14. Các bạn thấy là số lượng trận đấu và số lượng bàn à, số lượng chiến thắng và số lượng bàn thắng của họ tương đối là giống nhau. Đó, họ cũng đã bị uh, thủng lưới 16 bàn. Đây là một cái chỉ số khá là cao. 6 bàn trên sân nhà và 10 bàn trên sân khách. Đó, thì à, các bạn nhìn thế này thì các bạn cũng hiểu là câu lạc bộ thép xanh Nam Định họ đang có một cái sự cân bằng giữa sân nhà và sân khách, giữa bàn thắng và chiến thắng. Nhưng mà mình chỉ thấy là cái 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 chỉ số về bàn thua của họ là quá lớn. Họ thua, họ bị thủng lưới khá là nhiều. Bây giờ thì không phải bàn nữa rồi, câu lạc bộ thép xanh Nam Định đang thống lĩnh trên bảng xếp hạng và cũng đang rất đầu ở rất nhiều những chỉ số. Thắng nhiều nhất, thua ít nhất và hòa cũng ít nhất ghi được nhiều bàn thắng nhất và họ cũng lại là đội bóng để thủng lưới nhiều ở trong top 5. Đó và đương nhiên là họ đứng đứng thứ nhất. Có lẽ là thép dây Nam Định mùa giải năm nay mình nghĩ là họ sẽ vô địch. Đến thời điểm này thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau như vậy. Còn câu lạc bộ Công an Hà Nội ngày hôm nay thì đúng là suýt thua. Bởi vì là các bạn cũng biết là chơi đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì không bao giờ là chuyện đơn giản. Nhất là khi họ đã có sự trở lại của một loạt những trụ cột một thời gian dài Ngày hôm nay chúng ta thấy Trọng Hoàng chơi Đúng là ở tuổi 35 nhưng mà Trọng Hoàng chơi vẫn như một chiến binh Ngày hôm nay Lương Xuân Trường có trận đấu đầu tiên Chỉ sau có vài ngày tập luyện thôi Nhưng mà Lương Xuân Trường đã hòa nhập rất tốt ở trong đội bóng Hôm nay rất là tiếc khi bạn ấy có quả đá phạt Mình đã rất kỳ vọng đấy là tình huống mà bạn ấy có thể làm nên chuyện Nhưng mà cuối cùng thì cái pha đá phạt của bạn ấy đã chạm hàng rào Của câu lạc bộ Công an Hà Nội và đi trạch khung thành phải nói là ngày hôm nay hồng lĩnh hà tĩnh chơi rất tốt hôm nay cả hai cả hai trận đấu của cả hai trận đấu của hai đội bóng xứ nghệ đó là sông lam nghệ an và hồng lĩnh hà tĩnh hôm nay chơi họ đều chơi rất hay nhưng cuối cùng thì họ đều mất chiến thắng hoặc là bị thua ở những giây phút cuối cùng bởi những cái tình huống sút lần thứ hai đó và ngày hôm nay thì mình nhìn thấy khi mà quang hải ghi bàn xong anh thành công có vẻ hơi tiếc và mình nghĩ là đúng là hồng lĩnh hà tĩnh hôm nay có lý do để tiếc nuối Hôm nay Công an Hà Nội chơi không còn hay như trận đấu trước nữa và như mình cũng đã nói với các bạn là Công an Hà Nội hiện nay họ đang có một vấn đề ở ở vị trí của Juvene. Nếu như Jovene chơi tốt, làm cái chất kết dính ổn thì Công an Hà Nội chơi rất hay. Nhưng ngày hôm nay Jovene chơi không tốt cái cảm giác. Hôm nay cái cảm giác bóng của Juvene mình cá nhân mình cảm nhận là nó không tốt và đấy là một trong những nguyên nhân khiến cho Công an Hà Nội ngày hôm nay không có được thế trận lấn lướt. Đấy, họ không áp đặt được giống như trận đấu mà họ đã thắng thành hóa một cách khá là thuyết phục ngày hôm nay quang hải chơi hay hôm nay quang hải chơi rất là hay và đúng là cái bản năng của một ngôi sao lớn luôn luôn biết tỏa sáng ở những giây phút quyết định và ngày hôm nay trong một cái thế mình đã thấy một số cầu thủ công an hà nội đã hơi cuống một tí rồi đã hơi mất kiên nhẫn một tí rồi thì quang hải vẫn có hai pha ra chân liên tiếp và mang đến cho câu lạc bộ một điểm uh, thoát thua Thực sự là ngày hôm nay rất nhiều những bàn thắng đẹp. Trong khi đó thì uh, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mình phải nói là đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một đội bóng mà tạo ra cho mình rất nhiều bất ngờ. Cả mùa cả cái giai đoạn trước chúng ta thấy là họ chơi rất là chật vật. Phải nói là nhiều khi chúng ta còn cảm nhận là đây có thể là một trong những ứng cử viên cho xuất xuống hạng. Nhưng mà cuối cùng thì các bạn biết là hai vòng đấu gần nhất thì họ đã có hai chiến thắng. Như vậy là tổng số chiến thắng của họ bây giờ là 5 họ có 18 điểm. Họ thua họ thua một đội đầu bảng 10 điểm và họ nhiều hơn đội cuối bảng 10 điểm. Họ chính xác là đang là cái điểm cái điểm cân bằng nhất của cái bảng xếp hạng của chúng ta. Họ đứng ở vị trí thứ 6. Có thể nói là thành phố Hồ Chí Minh như này là tương đối an toàn, đã thoát rồi. Anh Phùng Thanh Phương cũng rất là giỏi. Và họ lại đánh bại đội Becamex Bình Dương. Phải nói là đánh bại được Becamex Bình Dương vào thời điểm này nó không hề là cái chuyện đơn giản. Và Võ Huy Toàn cũng lại là một cái chân trái nữa Một cái chân trái cũng đã để lại dấu ấn Nhiều người cũng đang hy vọng là Võ Huy Toàn có thể trở lại đội tuyển quốc gia Ngày hôm qua chúng ta có hai trận đấu Đó là trận hòa một đều của Hải Phòng với Việt Theo Việt Theo đã ghi bàn trước do công của Mạnh Cường Nhưng mà ở những giây phút cuối cùng thì Trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng đã phản lưới Còn Hoàng Gia Lai có lẽ là Minh Vương ghi một bàn thắng dễ nhất trong sự nghiệp của mình. Khi mà uh, các cầu thủ Thanh Hóa, thủ môn của Thanh Hóa đã truyền quả bóng hỏng, uh, bóng vào chân của một đồng đội Tây của Hoàng Gia Lai, sau đó là truyền sang cho Minh Vương, Minh Vương chạy chỗ đơn giản để bóng vào lưới trống. Và khi mà Luis Antonio đã có bàn thắng uh, từ chấm phạt đền, từ một tình huống mà bóng đã chạm tay một cầu thủ của Hoàng Gia Lai trong vòng cấm thì lúc đó Hal Viras các bạn biết là Hal Viras cũng là một cầu thủ mà chúng ta đã nhắc rất nhiều trong thời gian vừa rồi đã có một bàn thắng từ một pha đánh đầu từ cái tình huống đá phạt góc của dụng quang nho bóng đi vào đúng cái vị trí mà thủ môn không ra được Đấy, và ba ngoại binh của hoàng gia lai với chiều cao lý tưởng với chiều cao rất là lợi thế đã đánh đầu và ghi bàn thắng quyết định hoàng gia lai đã thoát ra khỏi suất bét bảng và mình tin rằng là từ bây giờ thì hoàng gia lai sẽ cải thiện được phong độ của mình và do đó họ cũng sẽ cải thiện được cái vị trí của mình ở trên bảng xếp hạng Thật sự thì mùa giải năm nay quá hay Các bạn thấy là mấy vòng gần đây xem cực kỳ sướng Đấy và nó đánh tan đi cái không khí hơi hơi lạnh của Hà Nội Của những cái tỉnh phía Bắc à, Quảng Nam, Quảng Nam cũng là một đội bóng mà mang lại cho chúng ta khá là nhiều bất ngờ à, Quảng Nam cũng đã có được một cái thế trận rất là tuyệt vời Ờ à, anh uh, Thê đã mở tỷ số ở phút thứ 75 nhưng mà cuối cùng thì Vũ Minh Tuấn là người đã ghi bàn cho câu lạc bộ Bình Định để gỡ hòa. Một trận đấu mà Quảng Nam cũng đã đăng ký Đình Bắc, Đình Bắc cũng đã ra sân. Đó, như mình cũng đã chia sẻ với các bạn. Bao nhiêu những cái khó khăn của ông Chu C thì bây giờ đang được mọi người xử lý. Và thật là vui khi mà Quang Hải đã ghi bàn thắng và cũng thật là vui là rất nhiều những cầu thủ hiện nay đang nằm trong danh sách đội tuyển quốc gia thì cũng đã có được phong độ tốt họ thi đấu nhiều, họ thi đấu ổn, thậm chí là họ còn tỏa sáng với những bàn thắng. Đó là những cái điều mà chúng ta có thể chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Bạn Thiết lò Văn nói là hôm nay thấy Văn Thanh đá không tốt lắm. Hôm nay mình nghĩ là cái vấn đề lớn nhất nó nằm ở anh Junio. Anh Junio ngày hôm nay đá không tốt và nó bị thay ra. Và bên cạnh đó, mình phải nói là cái vị trí của Juvene. Juvene là cầu thủ rất quan trọng trong cái sơ đồ chiến thuật của anh sắc bởi vì bạn ấy đá vị trí hộ công Bạn ấy chính là người kết dính Cái lối chơi bạn là người sáng tạo lối chơi Văn Thanh một cánh và Quang Hải một cánh Có thể giúp cho câu lạc bộ công an Hà Nội có hai cái mũi giáp công Nhưng mà các bạn cũng nhìn thấy rồi Ngày hôm nay cái chất kết dính mang tên Juvene Ngày hôm nay thì mình thấy nó hơi lỏng lẻo Thậm chí là ở những giây phút cuối trận bạn có một quả tạt nó rất là mất cảm giác. Một quả tạt bóng mà cuối cùng bóng đi hết đường biên trong cái sự ngơ ngác của các đồng đội. Hòa Quảng Nam cho Bình Định phải không là sao bạn Quảng Nam và Bình Định hòa nhau các bạn ạ Bạn là Duy Võ Minh của nó là anh Hải Thấy bạn Victor Lê hôm nay chơi thế nào ạ Em thấy bạn ấy chơi hay Nhưng sao đến giờ vẫn chưa có công tịch Victor Lê mình nghĩ là Nếu như mà để mà gọi là chơi hay hẳn Bứt phá hẳn thì mình nghĩ là chưa Hôm nay mình ấn tượng với Trung học Hôm nay mình ấn tượng với Phi Sơn Và đương nhiên rồi Chúng ta sẽ phải nói đến Lương Xuân Trường Lương Xuân Trường ngày hôm nay thật sự là hòa nhập rất là tốt Tất cả chúng ta đều hy vọng là Lưu Xuân Trường sẽ có được một phong độ tốt Và hy vọng Hy vọng Mình biết là hôm nay sẽ rất là nhiều tâm tư cho Sông Lam Nghệ An Đó, đấy các bạn thấy không? Mình trong khi mình đang nói chuyện với các bạn thì mình vẫn đang có được thông tin thật sự là câu lạc bộ uh, sông lam nghệ an họ có lý do để họ buồn bởi vì là cái bàn thua ngày hôm nay thì cái cảm nhận của mình là hình như là văn vị đứng ở vị trí việt vị rồi bởi vì là bọn mình xem qua băng hình chứ là cái góc nhìn nó không nó nó không thật sự là chuẩn xác đấy nhưng mà các trọng tài sau khi chết va thì họ đã công nhận bàn thắng ok mọi người bạn hữu tuấn thép xanh nam định có được gọi lên tuyển hay không uh, mình không biết đâu các bạn chờ nhé có thể là một hai ngày tới chúng ta sẽ có cái chúng ta sẽ có cái danh sách bởi vì là V-League chỉ còn đá một vòng nữa sau đó là đá cúp quốc gia thì đội tuyển quốc gia sẽ tập trung đó và theo thông tin mới nhất mình có được thì anh Trương Sĩ Bá là chủ tịch của câu lạc bộ sông Lam Nghệ An đã có lời gửi cho VFF về cái chuyện là hôm nay sông lam nghệ an đã bị trọng tài xử không công bằng và mình cũng đã mình xin phép là cũng được chia sẻ với các bạn đó anh trương sĩ bá thì uh, năm ngoái trọng tài cũng đã bắt một quả sai trong trận đấu giữa sông lam nghệ an và công an hà nội trên sân hàng đẫy lúc đấy thì mình cứ nghĩ rằng anh sẽ bỏ bóng đá nhưng mà cuối cùng thì đúng là bằng tình yêu vì tình yêu bằng trách nhiệm và vì trách nhiệm với bóng đá và với quê hương anh đã tiếp tục ở lại và ngày hôm nay lại thêm một lần nữa anh lại phải đề nghị liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ phải làm lại đó à, hôm nay à, anh có đề nghị anh Trương Sĩ Bá là chủ tịch của sông Lam nghệ An có đề nghị là bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là ban trọng tài sẽ phải xem xét lại cái tổ trọng tài va bởi vì là nhiều người nghĩ rằng là ngày hôm nay việt vị tình huống đó là việt vị mình thì không dám quả quyết bởi vì là mình xem qua băng hình và cái góc quay đấy thì chúng ta cũng không nhìn được một cách là rõ ràng. Đó. Thì uh, chia sẻ là chúng ta là như vậy. Anh Trương Sĩ Bá có lý do để đau xót đúng không ạ? Đội bóng đã mất rất là nhiều nhân tài rồi, cũng đang cố gắng gồng mình để tài trợ cho bóng đá nhưng mà như này thì mình nghĩ là cũng sẽ rất là khó. Mình nghĩ là ban trọng tài cùng với liên đoàn bóng đá Việt Nam nên có những cái lời giải thích và nên có những cái lời chia sẻ với sông Lam Nghệ An để họ tiếp tục có cái bầu nhiệt huyết để công hiến cho bóng đá nước nhà. Đó thì uh, mình thì mong được rằng là khi mà va được sinh ra rồi Thì nó sẽ có nhiều, nó sẽ có nhiều những cái sự công bằng Nó sẽ có nhiều hơn sự công bằng Nhưng mà va của chúng ta là va không đầy đủ Va không đầy đủ có nghĩa là số lượng camera của chúng ta là ít Và vì số lượng camera ít cho nên là nó sẽ rất khó các bạn ạ Đây, mình uh, xin được chia sẻ với các bạn về uh, cái nội dung Mà anh Trương Sĩ Bá gửi cho Liên đoàn Đoàn Việt Nam Kính gửi Chủ tịch VFF và Ban chấp hành VFF, tôi nhận thấy trận đấu hôm nay giữa Sông Lam Nghệ An và Thép Xanh Nam Định cần phải xem xét lại tổ trọng tài va rõ ràng là có việt vị, nhưng tổ trọng tài vẫn chấp nhận bàn thắng. Thậm chí trọng tài chính còn không thèm ra xem màn hình để đưa ra quyết định khách quan. Phải chăng trọng tài chính gần như đã quyết định trước rồi, không thèm đi xem ra màn hình, chiếu lại đoạn video cho khán giả tâm phục khẩu phục. Tôi thiết nghĩ năng lực của trọng tài hoặc là vì lý do khác đã không khách quan như vậy, đầu tư va rất tốn kém nhưng không mang lại sự công bằng trong bóng đá. Tôi mong về VFF hãy cứu lấy nền bóng đá này và để cho các nhà tài trợ bóng đá nuôi bóng đá bằng mồ hôi nước mắt còn được à đổi nếu không thì họ sẽ bỏ cuộc, không muốn dính vào thị phi của bóng đá nước nhà nữa. Cảm ơn VFF và các vị đã biết lắng nghe. Đó các bạn thấy là chúng ta đã có được cái cái nói chung là gọi là cái tâm thư. Mà anh Trương Sĩ Bá, chủ tịch của Solar Mạng An gửi đến uh, lãnh đạo của VFF cũng như là cá nhân chủ tịch Trần Quốc Tuấn Và chúng ta nên xem xét lại cái vị trí của trọng tài va Thực ra thì uh, khi mà va của chúng ta bắt đầu được áp dụng Mình đã từng khuyến cáo là rồi nó sẽ có những cái tình huống sẽ rất khó các bạn ạ Sẽ rất khó Bởi vì là chúng ta cái va đó mình có thể chia sẻ với mọi người để mọi người có được một cái nhìn nó thật là sâu sắc và có nhiều người nói là nếu mà như thế này thì nó có bị nhạy cảm hay không mình nghĩ là không không có gì nhạy cảm cả tất cả chúng ta đều đang cố gắng hành động bằng cái cả bằng một thứ bóng đá mình cho là bóng đá luôn luôn cần cái sự minh bạch luôn luôn cần sự công bằng biết bao nhiêu doanh nghiệp biết bao nhiêu tập đoàn họ phải rút tiền ra tiền là máu của họ đó để nuôi bóng đá mà cuối cùng là chỉ lấy được những cái cái điều thị phi thì mình nghĩ là không nên. Tất cả chúng ta đều ủng hộ cho bóng đá, ủng hộ cho thứ bóng đá đẹp và công bằng. Mình đã từng nói với các bạn là khi va rút gọn được áp dụng cho V League, mình đã nói rồi. Và mình cũng đã nói với trưởng ban trọng tài trong một chương trình trên sóng truyền hình. Mình có nói là em có nghiên cứu và em biết được là Thái League cái mùa đầu tiên ấy, họ cãi nhau cũng rất nhiều. Bởi vì trong một tình huống va không nhìn thấy, trọng tài đã không công nhận bàn thắng nhưng mà từ một cái fan cam Tức là từ một cổ động viên họ quay Thì họ lại chứng minh được Là là bàn thắng đó đấy, cái tình huống đó Thì cuối cùng là va thì nó giống như một trò cười đó. Thì mình nghĩ là đấy Đấy là lý do vì sao mình đánh giá rất là cao Marampang Marampang thì sẽ phủ va trên tất cả Cái hệ thống thi đấu của của Thái Lịch Và Thái Lịch 1 tức là cái giải đấu Số 1 của họ là sẽ được sử dụng va càng ngày càng đầy đủ hơn đó thì đấy là tất cả những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn và mình cho rằng là câu chuyện liên quan đến va câu chuyện liên quan đến bàn thắng uh, của nam định vào lưới của sô lam nghệ an mình nghĩ rằng là nó sẽ còn gây tranh cãi và hy vọng rằng tới đây mọi thứ nó sẽ ngã ngũ các bạn thấy không mình nói rồi là va không có đảm bảo được cho bất cứ điều gì cả đó bạn ngọng ngáo ngơ có nói anh hải ơi theo em có quốc tịch việt nam là có thể được gọi lên tuyển liên đoàn bóng đá việt nam không gọi nhập tịch là đang phân biệt chủng tộc có đúng không mong anh trả lời không bạn nhé phân biệt chủng tộc là khác mà các bạn ý bạn muốn nói là phân biệt đối xử đúng không ạ không ạ ở đây không phải là phân biệt đối xử bởi vì họ là một tổ chức liên đoàn bóng đá việt nam là tổ một tổ chức xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội nghề nghiệp thì họ có quy chế riêng đó nó giống như kiểu là chúng ta không sử dụng những cầu thủ quá bao nhiêu tuổi đấy thì đấy nó là cái định hướng của chúng ta đó bây giờ mình vẫn đang lấy, lấy thêm thông tin cho mọi người bạn Nguyễn Khoa nói là anh Hải ơi Vilic có nên sổ số chọn trọng tài như Thái League hay không? Thực ra là Việt Nam không có nhiều không có nhiều trọng tài đâu các bạn ạ. À. Quanh đi quẩn loại cũng chỉ có đến thế thôi. Tới đây thì ban trọng tài sẽ phải tính toán để để đào tạo thêm nữa thì mới hay được. Ở phần sau của chương trình mình sẽ chia sẻ với các bạn về những câu trả lời cho những câu hỏi mà các bạn đặt ra nhé. Bây giờ mình an ủi ông anh mình một tí. Đó. Mình vẫn đang động viên anh mình các bạn ạ. Anh mình đang buồn lắm, đang mất niềm tin vào bóng đá lắm và cũng đang không biết anh ấy có cân nhắc là anh sẽ bỏ bóng đá hay không. Nhưng mà đúng là trái tim của những người yêu bóng đá bây giờ họ cũng đang có rất nhiều cái. Thực ra thì mình nghĩ là có thể là không có cái gì đâu, nhưng mà nó khiến cho mọi người ở trong họ cảm thấy là như kiểu họ bị đánh cắp ấy. Đó, thì cái này là cái mà thôi để phần sau của chương trình ở những chương trình sau mình sẽ trả lời các bạn. Còn đây là Đông Á Shop.vn, một website đã luôn luôn đồng hành cùng với sức khỏe của mọi người trong một thời gian rất dài. Bổ thận dược quý đường, tràn chê sinh lực như thời còn trai tráng. Nói này các bạn biết ngay là dành cho những anh chàng yếu sinh lý đây. Và các bạn nhớ, bổ thận của dược quý đường hỗ trợ bổ thận tráng dương, giúp hỗ trợ tăng cường thể lực, cải thiện sinh lý nam giới. Ở đây nó có hai cái mà mình muốn chia sẻ. Một là bạch tật lê. Bạch tật lê làm tăng hàm lượng testosterone trong máu. Và đây chính là cái hormone để hỗ trợ cho chúng ta về cái ham muốn của đàn ông Nếu như các bạn vẫn còn ham muốn bình thường nó sẽ giúp chúng ta kéo dài Còn nếu như bây giờ mà cái ham muốn đấy của bạn nó đang bị suy giảm Thì nó sẽ bạch tờ lê nó sẽ giúp các bạn là là kéo tức là phát triển nâng cao cái ham muốn của đàn ông Nhân sâm, đương quy, đông trùng hạ thảo, cao ba long, ba kích và kỳ tử Tất cả những cái sản phẩm này nó sẽ dược liệu quý này nó sẽ kết hợp với nhau Để giúp cái ham muốn của đàn ông được phát được thực hiện một cách tốt nhất các bạn nhớ ngày uống hai lần, mỗi lần từ 2 đến 3 viên sử dụng liên tục trong 3 tháng và nhớ duy trì. Hiệu quả thì luôn bền vững, sung mát tuyệt vời, tràn trề sinh lực, cuộc yêu thăng hoa, hồi sinh phái mạnh và hạnh phúc viên mãn. Bền vững nhờ cơ chế nội sinh, nội là trong, sinh là sinh ra, sinh ra từ bên trong chuyên rất bền vững, sinh ra từ bên trong chuyên rất an toàn vì nó rất là phù hợp với cơ địa của chúng ta. Đấy là lý do vì sao chúng mình nói là tốt từ gốc và bổ từ trong là vì vậy. Số điện thoại 024 7777 -8877. Đấy và các bạn đấn vào đây đặt hàng ngay. Ok còn à, yến kiều trưng đông trùng hạ thảo thì đây là một cái loại đồ ăn rất là bổ đấy, các bạn biết là yến xào rồi còn trưng với đông trùng hạ thảo nữa thì các bạn biết là nó rất là bổ rồi đấy và nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cường cái sức đề kháng kéo dài tuổi thọ nó rất tốt cho những người bị bệnh khó chữa những người đang bị bệnh hoặc là mới khỏi bệnh những người làm việc lao lực vất vả chúng ta nên sử dụng cái yến kiều trưng đông trùng hạ thảo còn cái yến kiều kit là được tối ưu cho hệ tiêu hóa của trẻ em và nó còn bổ sung thêm canxi giúp xương của các con nó sẽ vững vàng hơn và nó cũng sẽ giúp cho các con phát triển được chiều cao và nó còn có cái tác dụng là tăng thêm cái tế bào thần kinh nó giúp cho các con thông minh hơn mình thì không khuyên các bạn là không nên sử dụng bia rượu nhiều nhưng là nếu phải uống thì các bạn nhớ mang theo nước uống giải rượu choa của Hàn Quốc nó giúp chúng ta đỡ mỏi mệt sau khi uống bia uống rượu và nó khử độc Đấy, nó giúp cho chúng ta khử độc sau khi uống bia uống rượu. Phoi sen là một cái hỗ trợ tăng cường chức năng gan. Người Việt Nam chúng ta có hai chỉ số, một là chỉ số ung thư gan và hai là tử vong ung thư gan cao nhất thế giới. Nếu các bạn sử dụng cái phoi sen này để hỗ trợ tăng cường chức năng gan, nó giúp cho chúng ta có một lá gan khỏe mạnh. Lá gan khỏe mạnh là cơ thể sẽ khỏe mạnh. Còn à, tỏi kim cương Đông Á thì thôi không phải bàn nữa, đúng không ạ? Các bạn đã quá quen rồi. Hàm lượng dinh dưỡng vượt trội, công dụng chăm sóc sức khỏe tuyệt vời, nguồn nguyên liệu thuần khiết từ thiên nhiên công nghệ lên men độc quyền từ Nhật Bản Các bạn tưởng tượng là để cho nó thay màu và đổi chất Thì tỏi này nó đã trải qua 2.000 giờ 2.000 giờ lên men Đó, Và các bạn thấy đây, hỗ trợ ổn định huyết áp Giảm mỡ máu, bảo vệ tim mạch, kích thích tiêu hóa, tăng sức đề kháng Hạn chế quá trình lão hóa, tức là giúp các bạn trẻ lâu Bảo vệ tế bào thần kinh và tăng cường trí nhớ Đó, Các bạn thấy tuyệt vời không? Số điện thoại mình để trên logo 024 7777 -8877 và website là đông shop vn Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình cảm thấy rất là, phải nói rất là tiếc cho cái trận đấu của Sông Lam Nghệ An. Bạn Đào Mạnh Cường đó là Minh Hải ơi, có hai cầu thủ Nam Định đã việt vị rồi, chứ va lại không quay thấy. Thực ra là mình mình không dám khẳng định, bởi vì là mình không nhìn thấy tình huống đó bằng một cái camera mà nó đủ thuận tiện. Đó, cho nên là... Cá nhân mình đánh giá là tình huống đó có nguy cơ việt vị khá cao. Đấy, nhưng mà các bạn cũng biết cái cơ chế cái cơ chế vận hành của va rồi đúng không ạ? Tức là trọng tài khi mà yêu cầu đưa băng hình ra thì lúc đấy là mới xem băng hình bởi vì là chưa chắc là đã có băng hình. Đúng không ạ? Người ta phân tích như vậy thôi. À, không phải nhá, bạn à, liên đội ths nhá, không 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 phải. Còn cao hơn cả đồng chí đó cơ. À, Hà Nguyễn Thị có nói là năm trước Nam Định Tào lao rồi Bạn Lê Trọng Ngọc có nói là trình độ trọng tài Việt Nam bao nhiêu năm nay vẫn không được cải thiện à, Dù thế giới đã thay đổi để hạn chế à, Mình nói luôn là khó các bạn ạ Bởi vì là trọng tài ở Việt Nam các bạn biết rồi Chúng ta ở đây cũng là những cái thời điểm đầu tiên chúng ta sử dụng va Nó cũng khó có lẽ là chúng ta cần thêm băng hình nữa để phân tích Và ngày mai, trưa ngày mai mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn Những thông tin mới nhất liên quan đến đội tuyển quốc gia Và chúng ta sẽ trở lại với câu chuyện của Sô Lâm Nghệ An không biết, không biết là liệu Tân Long họ có bỏ bóng đá hay không Thật sự là anh Trương Sĩ Bá bây giờ đang rất chán nản Đang rất buồn bực Và cái điều này nó gây ảnh hưởng cho bóng đá Việt Nam nói chung Và nó ảnh hưởng trực tiếp cho Sô Lâm Nghệ An nếu anh Trương Sĩ si Bá mà rút khỏi bóng đá thì thật sự là Sông Lam Nghệ An sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Bạn là anh Trần anh Trần Tuấn có nói là có cầu thủ Sông Lam Nghệ An nằm dưới hàng rào mà Minh Hải sao mà Việt vị. À, cái quả mà Rafael Sơn sút thì mình nghĩ là nó không có vấn đề gì. Nhưng cái tình huống mà Văn Vĩ ấy, Văn Vĩ truyền ngược lên ấy thì cái tình huống đấy chúng ta phải xem lại và mình thì không có một góc quay nó đủ thuận lợi để mình đưa ra được quyết định. Cho là mình nói là đây là một tình huống nhạy cảm Và có khả năng là việt vị Bạn Felix Yang nói là cảm ơn huấn luyện viên Vũ Tiến Thành Đã giúp Hoàng Gia Lai thay đổi Điều này cũng là điều mà huấn luyện viên Zico mong muốn khi rời Hoàng Gia Lai Đúng luôn à, Mình mình đã từng nói với các bạn là anh Vũ Tiến Thành giỏi Nhưng mà mọi người không tin Anh Vũ Tiến Thành rất giỏi và rất đa năng Đó Đấy là những điều mà mình có thể chia sẻ với các bạn vào thời điểm này Bạn Bắc Trung Nam có nói là phải dùng bắt tự động thôi nó gọi là bán tự động công nghệ bắt việt vị bán tự động bạn sơn nguyễn 1976 có đó là mặt sân cỏ vilic giờ tệ quá minh hải ơi từ hàng đây đến sông lam nghệ an và thanh hóa xem Xe còn thua cả sân phủi cầu thủ đá thì rén chân thì làm sao bóng đá việt nam phát triển được cảm ơn minh hải em đồng ý với anh luôn cơ sở hạ tầng là một trong những cái nhược điểm lớn của bóng đá việt nam chúng ta cũng sẽ rất là khó để nói là mọi thứ nó sẽ diễn ra như thế nào trong thời gian tới nhưng mà nếu mà chúng ta mà không có cái chúng ta không quy chế hóa câu chuyện liên quan đến không quy chế hóa về cơ sở hạ tầng cơ sở vật chất là các đội bóng những đội bóng càng yếu thì họ lại càng cổ suý cho cái việc làm, là 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 sân xấu các bạn công nhận với mình không? Bởi vì là những đội bóng mà họ phải gọi là sao? Những đội bóng mà họ phải chơi kỹ thuật cơ, đan lát cơ, đá những quả bóng sệt hay cơ thì họ mới cần sân đẹp chứ bây giờ mấy ông đá toàn câu bổng với cả đá tạt cánh cánh đầu thì họ cũng chả cần sân đẹp đó là mình nghĩ là chúng ta nên quy quy chế hóa tức là trước mỗi mùa giải chúng ta phải đi kiểm tra còn nếu mà sân mà xấu sân mà kém chất lượng không cho đá thậm chí là loại ra khỏi V-League thì như thế mới được chúng ta mà không làm triệt để như thế là bóng đá sẽ rất là khó phát triển Bạn Hóa Trần có nói là theo anh cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An đá hay không? Sông Lam Nghệ An đá được như này là quá tuyệt vời rồi. Mình tin là Sông Lam Nghệ An trong một thời gian ngắn tới đây thôi. À, khi lứa cầu thủ này bắt đầu họ trưởng thành thêm khoảng 2-3 ông Tây ngon nữa là họ có thể tranh chức vô địch được. Quang Trần, ba câu lạc bộ thủ đô đã thống nhất về vấn đề sân vận động đá áp chưa ạ? À, mình sẽ chia sẻ với các bạn ngày mai. Ngày mai mình sẽ hỏi nhé. Ngày mai mình sẽ hỏi. Trần Hiển 18 Nam Định, xem Nam Định giống như Liverpool qua quá. Ok. Các bạn thích như nào thì các bạn cứ đề nghị như vậy. Bạn Lăng Đặng Văn của nó là lên sóng muộn vậy anh. Trận đấu vừa mới kết thúc xong, mình đã phải rất cố gắng để livestream được sớm. Và chúng ta sẽ cố gắng là xuống sóng vào lúc khoảng tầm 10 rưỡi hoặc là 10 10 giờ 10 giờ 25. Bạn đạt trần của nó là anh Hải ơi, Văn Vị đánh đầu lên đã việt vị rồi. Mình nghi ngờ cái tình huống đấy là là có thể Văn Vị đứng ở vào vào cái vị trí việt vị. Nhưng mà mình không dám quả quyết bởi vì là mình mình cái góc quay, cái góc nhìn của mình là nó không thuận lợi. Bây giờ chúng ta cần phải có cái băng hình cơ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nhá. Ui ai chưa like các bạn nhớ like cho mình. Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình. Các bạn đăng ký cho mình đi các bạn ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bạn uh, Huân Nguyễn của nó là Hồng Lý Hà Tĩnh trận vừa rồi đã hay quá. Mình nghĩ là trận vừa rồi là cái trận một trong những trận hay nhất của của Hồng Lý Hà Tĩnh trong giai đoạn vừa rồi. Có thể nói là mùa giải năm nay. Bạn Kiên Nguyễn của nó là sao dạo này có nhiều số điện thoại của Đông Á Shop tư vấn vậy? À, chúng ta có một hotline sau đó là họ sẽ chuyển qua cho các uh, cho các tư vấn viên thì các tư vấn viên họ sẽ gọi điện cho các bạn theo cái số điện tho điện thoại đó à, gì đấy, bạn uh, sáng bùi văn có nói là minh hải ơi đội ngũ nhân viên tu dưỡng thường xuyên tiền đổ vào không ít chất lượng lại không đạt lý do là vì sao vậy đội ngũ nhân viên tu dưỡng là sao bạn mình không hiểu bạn xoa có nói là minh hải có áo da đẹp thế đây chiếc áo da này vẫn đang được gửi đến với mọi người với lần giảm giá thứ hai 1 triệu 198 trăm nghìn và đây là mức giá mà các bạn không thể tìm được ở đâu ngoài chương trình livestream của vlog minh hải mình thì bao chất lượng bao giá cả luôn đấy và bao luôn cả cái dịch vụ để phục vụ mọi người. đây là áo da xịn nếu các bạn chứng minh nó không phải là áo da xịn và không phải áo da chính hãng thì mình đền các bạn một tí. Đấy, thiết kế của nó rất đơn giản mạnh mẽ nó cân mọi outfit các bạn phối hợp với outfit nào cũng được các bạn thích áo phông được áo sơ mi được áo polo được áo len được Đấy, các bạn mặc quần mặc quần bò được mặc quần âu được. Đấy. các bạn đi nó và nó tương thích với rất nhiều những cái không gian mà các bạn đến buổi sáng các bạn đi làm Đấy, buổi trưa đi ăn cưới Buổi chiều về đi họp, buổi tối đi chơi với người yêu Nó là xuất sắc Đó và giá của nó bây giờ được giảm thêm lần nữa Chỉ còn 1 triệu 198 nghìn Đấy và nói không với bong chóc Nói không với xuống màu Và nói không với nổ ra Và ở vicento.vn thì các bạn còn có Một cái à, Quyền rất là lớn Đó là Vicento Sẽ cho các bạn được à, tự Thành lập những combo Những combo đấy sẽ giúp cho các bạn có được Một cái nền tảng À, tuyệt vời để các bạn lựa chọn những sản phẩm các bạn thích Với mức giá thấp nhất và với những món quà là nhiều nhất Và nếu các bạn đến 240 Kim Mã Thì à, mời các bạn đọc tên Vlog Minh Hải Các bạn nói là các bạn là khán giả của Vlog Minh Hải Là ok Đó và nếu mà các bạn gọi điện thì mời các bạn đến gọi điện đến số 0889 và website là visanto.vn Ngoài ra thì mình còn giới thiệu với các bạn một tuyệt phẩm V8 của nhà Menhau Đây là ổ điện mà các bạn lại được giảm thêm 30% nữa Giá trước đây cho combo 2 chiếc là 968.000 Bây giờ chỉ còn là 698.000 và đây cũng là cái giá độc quyền chỉ dành cho các khán giả của Vlog Minh Hải thôi đó, và các bạn biết là nó vẫn là cái men V8 huyền thoại với cái lõi đồng 3 ly Chịu được tải lên đến 4000W các bạn cắm 2-3 nồi lầu ăn tẹt ga Đấy, Và nó vẫn chịu được nhiệt là 750 độ Nó có 12 thiết bị được kết nối bao gồm là 8 ổ cắm điện và 4 cổng sạc 4 cổng sạc này thì các bạn có thể sạc những thiết bị cầm tay Để các bạn đỡ tốn tiền mua cục sạc và nó cũng đỡ bị dờm nhà một đổi một trong vòng 6 tháng và các bạn được bảo hành lên đến 1 năm Chúng mình hiểu được rằng các bạn chỉ yên tâm khi các bạn sử dụng những sản phẩm an toàn và đấy là lý do vì sao chúng mình tạo ra cái anh chàng trung vệ áo đỏ có tên là Atomat. Anh chàng này rất là hay, ở đâu có điểm nóng là anh ấy sẽ đến anh ấy giải tán ngay. Ở chỗ nào mà anh ấy đánh giá là nó nguy hiểm, ngay lập tức nó đến nó xử lý ngay. Ý mình muốn nói ở đây là khi mà có nguy hiểm hoặc khi mà cái ổ điện này bắt đầu nóng lên, ngay lập tức Atomat nó cắt điện và nó để lại một đoạn dây bình thường như thế này. Cho nên là các bạn cứ yên tâm là dù gia đình không có ai biết về điện, nhưng mà các bạn cũng sẽ được bảo vệ rất an toàn số điện thoại 0889 333300 website là menhao.vn và mình nhắc lại các bạn được giảm thêm 30% nữa gần 300 cho trong combo hai chiếc các bạn nên mua hai chiếc đừng mua một chiếc mua một chiếc là không có lợi bằng đâu cảm à, ơn các bạn rất là nhiều bạn tinh đinh có hỏi là anh cho hỏi bị đứt dây chằng nên ăn những thứ gì cho tốt ạ à? nếu bị đứt dây chằng thì bạn nên bạn nên phẫu thuật trong cái giai đoạn vàng giai đoạn vàng là một tháng sau khi bạn đứt dây chằng Bố của mình đây Ngày xưa bị đứt dây chằng mà không biết Không mổ Cho nên về sau bị teo Bị teo chân Và bây giờ đi lại rất khó khăn Khi mà mình đưa bố mình lên Để gặp bác sĩ Bác sĩ nói là thôi chịu rồi Không giao kéo được với chat với ông anh ông anh đang hơi buồn cái nhóm của các ủy viên ban chấp hành liên đoàn đá Việt Nam tối ngày hôm nay lại dậy sóng với câu chuyện của sông Lam nghệ An sông Lam nghệ An họ cho rằng là tình huống đó bóng đã việt vị và Nam Định vẫn ghi bàn và vẫn được công nhận thực sự là như vậy Văn Được Mai có hỏi là hỏi mãi mà minh hải có trả lời đâu em rất xin lỗi bác Văn Được Mai và cũng rất là xin lỗi tất cả mọi người như bác văn được mai là không được trả lời em không biết nói gì nhưng mà thật sự là em không thể trả lời hết được mong mọi người thông cảm cho em mình trả lời tiếp cái câu chuyện đứt dây chằng của bạn tinh đinh nếu như bạn bị đứt dây chằng thì bạn nên đến gặp các bác sĩ và nên phẫu thuật sớm bởi vì là nếu không thì về sau càng về sau lại rất là khó bởi vì tất cả những người mà bị đứt dây chằng nó đều bị teo cái cơ tứ đầu đùi và khi nó bị teo cơ túi tứ đầu đùi là cái chân của chúng ta rất yếu Và khổ là lúc chúng ta về già Thế là mình khuyên bạn tinh đinh với tất cả các bạn là nên chăm sóc sức khỏe Một cách thường xuyên liên tục và định kỳ Đấy, Ngày hôm nay mình đi đá bóng Chiều hôm nay đi đá bóng và mình cũng đã bị Sau khi mình tạt quả bóng xong Là mình thấy nó hơi đau là mình phải nghỉ ngay ra bó đá vào Và tối ngày hôm nay về vẫn phải sử dụng những thuốc để có thể giúp cho cơ thể nó trở lại bình thường Chúng ta phải chăm sóc cho bản thân thôi Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì Minh Hải xin phép được dừng luồng livestream tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ trở lại với câu chuyện liên quan đến đội tuyển quốc gia, liên quan đến chấn thương của Tuấn Anh và liên quan đến tình huống của sông Lam Nghệ An và câu chuyện tiếp theo. Liệu liệu bầu bá có bỏ bóng đá hay không? Mình sẽ trả lời các bạn trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ xin được chúc các bạn ngủ.